Đây là hành trình mà chúng em đang đưa những combo khử khuẩn Alpha đến với tất cả những hộ gia đình. Và khách này là ở thành phố Hồ Chí Minh nên chúng mình chủ động được cả nhà. Và combo khử khuẩn Alpha này đóng vai trò như một vị cứu tinh trong cái mùa dịch bệnh như thế này. Nếu mà chúng ta có nhà riêng hoặc là chúng ta có cửa hàng doanh nghiệp thì nên có một cái combo như thế này nha. Thứ nhất là nó rất là tiết kiệm cho mình, thay vì dùng súng xịt rồi này kia thì nó sẽ rất là phí nước. Ngày hôm nay cái nước khử khuẩn Alpha này chúng ta dùng phun lên, nó vừa phun lan tỏa mà nó lại vừa tiết kiệm cho mình rất là nhiều luôn. Và một combo như thế này là nó sẽ gồm 4 món. Đầu tiên nó sẽ là một cái máy phun khử khuẩn như chúng em vẫn hay phun nè. Và cái thứ hai nữa đó là nó sẽ là một cái can nước khử khuẩn Alpha 20 lít. Và cái thứ ba đó là nó sẽ tặng cho mình một cái remote để mà mình điều khiển từ xa. Cái thứ tư đó là tặng thêm cho mình một cái chai nước 500ml, chai xịt 500ml đó, để mà mình có đi đâu mình chiết cái nước từ cái can 20 lít đó ra cả nhà nha. Chắc là tiện ích luôn. Và đây là hành trình mà em đã tới nhà của bên khách hàng và tới thử máy cho cả nhà luôn, hướng dẫn cho mọi người dùng luôn. Nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất là tiện ích như thế này, còn nếu như mà ở tỉnh thì chúng em sẽ hướng dẫn online. Và rốt cuộc thì tỉnh hay là ở thành phố thì cũng như nhau hết cả nhà. Cả nhà cần thì cứ liên hệ ngay và luôn nha, chúng em luôn sẵn sàng hỗ trợ.